Tuần mới nóng hổi, siêu cú đúp, bại trận sốc và những lập công tuyệt vời. Tuần vừa qua, làng túc cầu thế giới đã chứng kiến những trận cầu đỉnh cao, những màn trình diễn ấn tượng và cả những bất ngờ khó lường. Cùng điểm lại những điểm nóng nhất trong tuần qua. Manchester United hòa Chelsea, Bruno Fernandes thông lòng. Trận cầu tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Chelsea đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ, nhưng Chelsea đã gỡ hòa ở phút bù giờ. Cú sút của Fernandes là điểm nhấn ấn tượng, nhưng cả hai đội đều tiếc nuối khi rời sân với một điểm. Tottenham Hotspur đại thắng 4-1 trước Aston Villa. Tottenham Hotspur đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Aston Villa. Cú đúp của Son Heung-min cùng những pha lập công của Kulusevski và Højbjerg đã giúp gà trống bay cao trên bảng xếp hạng. Barcelona thắng dễ Espanyol, con trai Simone lên tiếng. Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Espanyol. Dembele lập cú đúp cùng với pha lập công của Rafinha đã giúp Blaugrana giành chiến thắng thuyết phục. Con trai của huấn luyện viên Diego Simeone Juliano đã ghi bàn cho Atletico Madrid trong trận thắng 2-0 trước Real Sociedad. Napoli thua trắng 0-3 trước Atalanta. Napoli đã phải nhận thất bại sốc 0-3 trước Atalanta. Đây là thất bại đầu tiên của Napoli sau 11 vòng đấu, khiến họ mất ngôi đầu bảng. Atalanta đã thi đấu ấn tượng và ghi bàn do công của Lookman, Kupminer và Pasalic. Atletico Madrid đánh bại Real Sociedad. Atletico Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad. Juliano Simeone, con trai của huấn luyện viên Diego Simeone, đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng thành Madrid sau 10 phút vào sân. Chiến thắng này giúp Atletico Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona, tuy nhiên vẫn kém đội bóng xứ Catalan 7 điểm. Kết thúc tuần đấu với những màn trình diễn ấn tượng, đầy bất ngờ và cả những thất bại đáng tiếc. Cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn hơn nữa trong các vòng đấu tiếp theo. Thảm họa, MU rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để thua trận thứ 3 sau 4 vòng đấu, khiến họ rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Thậm chí, lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã tiến hành họp khẩn để cân nhắc việc thay tướng. Bruno Fernandes lập tức bùng nổ với 3 bàn thắng sau 2 trận để xua tan những nghi ngờ về phong độ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định, tôi luôn cống hiến 100%. Tôi đã nói chuyện và xin lỗi Ten Hag. Tôi thất vọng vì ông ấy ra đi và đã cố gắng giúp đỡ huấn luyện viên trước khi được trò cũ xin lỗi. Ten Hag sau đó đã lộ diện trước truyền thông. Nhà cầm quân người Hà Lan từng có thời gian dẫn dắt Ajax, đội bóng từng gặt hái nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của ông. Không loại trừ khả năng Ten Hag sẽ sớm trở lại quê nhà Hà Lan sau khi kết thúc hợp đồng với MU. Sau 10 vòng đấu, Nottingham Forest bất ngờ lọt vào top 3 với 19 điểm, xếp trên Chelsea, Arsenal và Aston Villa với cùng 18 điểm. Liverpool vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm. Manchester City đang bám sát với 23 điểm và có thể vượt lên bất kỳ lúc nào. Ở nửa dưới bảng xếp hạng, MU đang phải rất cố gắng để thoát khỏi vị trí thứ 13 đầy thất vọng. Manchester United và Chelsea đã hòa nhau 6 lần trong 9 trận gần nhất. Trong lịch sử đối đầu, hai đội đã có 19 chiến thắng mỗi bên và từng có 27 lần chia điểm. Đây là thống kê cao hơn mọi cuộc đối đầu khác, cho thấy sự kịch tính mỗi lần hai ông lớn Premier League chạm trán. Champions League, Alonso gặp lại câu lạc bộ cũ, Ronaldo gần ở lại, Amorim muốn hỗ trợ Man United. Huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ có cuộc chạm trán đầy cảm xúc khi đối đầu với đội bóng cũ Liverpool tại Champions League. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha từng có thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo The Kop và rất háo hức khi được trở lại Anfield. Tuy nhiên, thử thách sẽ không dễ dàng bởi Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Cristiano Ronaldo vẫn là một nhân tố quan trọng trong đội hình Al Nassr dù phong độ gần đây không thật sự tốt. Đại diện của Saudi Pro League đã bắt đầu đàm phán gia hạn hợp đồng với chân sút 39 tuổi và CR7 cũng thể hiện mong muốn gắn bó với đội bóng. Do đó, khả năng Ronaldo ở lại Al Nassr ít nhất đến World Cup 2026 là khá cao. Ruben Amorim, cựu tiền đạo của tuyển Hà Lan, đang thể hiện quyết tâm muốn trở thành trợ lý huấn luyện viên của Manchester United. Amorim chia sẻ, tôi muốn được hiểu rõ hơn về dự án của Manchester United và mong muốn được đóng góp cho sự tiến bộ của câu lạc bộ. Man United là nơi duy nhất tôi muốn làm trợ lý huấn luyện viên. Dù chuyển đến Galatasaray như một phương án tình thế, Victor Osimhen vẫn nỗ lực hết mình cho đội bóng mới. Phong độ ấn tượng của tiền đạo 25 tuổi giúp Galatasaray dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến Galatasaray muốn mua đứt Osimhen với giá 50 triệu euro. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để làm hài lòng Napoli.
Do đó, cơ hội vẫn còn nguyên cho nhiều ông lớn khác tại châu Âu, thậm chí khả năng Simon chuyển đến Tây Á thi đấu cũng là một viễn cảnh. Tuần qua, làng túc cầu thế giới chứng kiến những trận cầu kịch tính và bất ngờ. Manchester United hòa Chelsea với pha lập công ấn tượng của Bruno Fernandes. Tottenham Hotspur thắng đậm Aston Villa với cú đúp của Son Heung-min. Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh, đánh bại Espanyol 3-1 nhờ cú đúp của Dembele. Tuy nhiên, Napoli bất ngờ thua trắng Atalanta 0-3, đánh mất ngôi đầu bảng. Atletico Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Sociedad. Juliano Simeone, con trai của huấn luyện viên Diego Simeone, ghi bàn ấn tượng. Thất bại trước Everton khiến MU rơi xuống giữa bảng xếp hạng, gây thất vọng cho người hâm mộ.